Nam thần cầm tâm tượng ngọc trung Hà Lương khiến dân tình xôn xao vì gương mặt chỉnh sửa quá đà. Vẫn giữ được sự trẻ trung nhưng nhiều người cho rằng gương mặt của Trung Hà Lương có phần đơ cứng. Trên mạng xã hội Weibo mới đây lan truyền một số bức hình chụp cận mặt của Trung Hà Lương. Trong loạt hình được đăng tải, nam thần cầm tâm tượng ngọc gây chú ý nhờ ngoại hình vô cùng điển trai và trẻ trung. Loạt ảnh được chụp ở cự ly gần nên có thể thấy rõ được vẻ điển trai bất biến của Trung Hà Lương. Tuy nhiên, không ít người lại nhận xét rằng Hình ảnh mới này của Trung Hàn Lương trông giống như đã được chỉnh sửa bằng phần mềm. Bởi lẽ trên gương mặt của Trung Hàn Lương hoàn toàn rất nhẵn và mịn, không hề thấy bất cứ nếp nhăn nào hiện trên gương mặt của Mỹ Nam 47 tuổi này. Không những vậy, làn da của Trung Hàn Lương còn được nhận xét là khá trắng hồng. Nhiều người cho rằng nên hạn chế bớt phần chỉnh sửa gương mặt của Trung Hàn Lương, không bị đơ và giả. Trước đó khi loạt hình hậu trường buổi chụp hình quảng cáo được đăng tải, nhan sắc cũng như thân hình của Trung Hán Lương đã gây xôn xao. Bởi lẽ thân hình của Trung Hán Lương trông quá gầy gò và thiếu sức sống. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của P Vlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.